rộng và để ngò gí lên, nó thơm phức luôn cả nhà. Bên ngoài nó thơm mực nước cốt dừa dữ lắm luôn nha cả nhà. Thì hôm nay Hân sẽ ăn cùng với bánh mì nè, tráng miệng là cherry nè, và uống nước mía nha cả nhà, để kỷ niệm ngày Tết Đoan Ngọ của người người Hoa hay gọi như vậy, còn người Việt mình thì gọi là Tết nửa năm nha cả nhà. Hân không biết tính sao ngày mùng 5 tháng 5 là Tết nửa năm nữa cả nhà. Thì ở bên Mỹ này nè, thì hôm nay là rơi vào ngày thứ sáu á cả nhà, cho nên là đâu có Tết Đoan Ngọ gì đâu, họ cũng đâu có biết ngày lễ này của Việt Nam. Thì khi mà mình nhớ về quê hương của mình nhớ nhà thì mình tự nấu mình ăn thôi cả nhà, nhưng mà rơi vào cuối tuần thì cũng được ha. Còn nếu như mà không rơi vào cuối tuần thì đành chịu thôi, sau khi một buổi chiều đi làm về thì mình sẽ tự nấu đồ ăn nha cả nhà, để cùng ăn cái Tết Đoan Ngọ nha cả nhà. Hân mời cả nhà cùng ăn với Hân nha. Đây Hân sẽ múc một cục thịt gà nè, một miếng khoai lang nè cả nhà, đây một trái chuối nè, rồi thêm một củ khoai khoai cao nè cả nhà, thêm củ khoai tây nữa. Wow, nó thơm lắm. Hân sẽ múc thêm nhiều nước chút xíu để Hân chấm và ăn bánh mì nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, cả nhà xem nè, màu sắc rất là hấp dẫn luôn cả nhà, thơm phức luôn cả nhà ơi. Thơm lắm, thơm luôn cả nhà. Giờ trước khi ăn thì sao Hân sẽ uống một miếng nước nha. Hân kéo cái chén nước chấm lại gần Hân chút xíu nữa ha. Thì Hân không biết là mỗi gia đình ở Việt Nam thì Tết Đoan Ngọ sẽ làm những cái món gì ăn á. Thường thường ở quê Hân, Cần Thơ thì người ta hay làm bánh xèo cả nhà. Nhà Hân thì ít có làm bánh xèo lắm. Nhà Hân thì thường vào Tết Đoan Ngọ thì làm món bún xào trong gia đình mình ăn thôi cả nhà. Hân nhớ lại hồi xưa đó, là ở xóm của mình đó, nấu cái món gì ăn nhà hai nhà hai đầu cả nhà, là ngày Tết Đoan Ngọ họ nấu cái món gì thì họ múc cho một tô đeo nhà họ mình, hoặc là một cái đổ bánh xèo thì cho mình vài cái cả nhà, giống như mình đổ đồ ăn vậy đó. Tuy là nhà mình làm có một món đồ ăn thôi, nhưng mà khi mà tới nhập tiệc vô là khoảng mà 4-5 món của nhiều cái nhà xung quanh lân cận đó cả nhà, cho nên là thể hiện được cái tình làng nghĩa xóm cả nhà. Còn bên Mỹ này không có ha, nhà ai nấy ở thôi cả nhà ơi, không có nói về tình cảm thân thiết thì nó không có bằng tình cảm giống như ở Việt Nam của mình đó cả nhà. Thì bây giờ Hân mời cả nhà cùng ăn Tết Đoan Ngọ với món cà ri gà của Hân nha. Đây cả nhà ơi, tô cà ri của Hân nha, Hân sẽ chấm nha cả nhà, chấm ngập vô đây. Hân là người miền Tây đó cả nhà, cho nên nó không thường thường nấu lắm, cái gia vị nó hơi ngọt ngọt chút xíu cả nhà. Béo ngậy luôn cả nhà ơi. Thì bây giờ Hân sẽ thử miếng thịt gà ha. Đây cả nhà, miếng thịt gà. Con gà này vừa chín tới luôn cả nhà ơi, cái thịt nó rất là ngon luôn. Hân chấm miếng muối ớt nè, ngon quá. Ăn khoai lang ha, nhìn khoai lang nhìn xa xa giống cây cà rốt luôn cả nhà. Khoai lang nó chín luôn rồi. Cái loại khoai lang này á cả nhà, nó dễ bị mềm lắm. Ăn củ khoai cao cả nhà. Nói chung là mọi thứ nó vừa chín tới cả nhà, nó vừa mềm luôn, cho nên rất là ngon. Ăn ngon quá cả nhà ơi, lâu lâu nấu cái nồi cà ri này ngon xuất sắc luôn. Ngon quá. Nhà cùng ăn với Hân như cả nhà ơi. Cái nhà Tết Đoan Ngọ này cả nhà, gia đình cả nhà nấu món gì đó, có thể comment bên dưới cho Hân biết nha cả nhà. Cái nồi cà ri gà này rất là xuất sắc luôn cả nhà ơi, ngon quá. Thịt gà nó vừa chín tới cả nhà, nó ngon lắm. Ngon thiệt. Đây là ông gà đi bộ cả nhà, cho nên thịt của nó không có bị bở ra, ăn ngon lắm. Ăn thêm miếng bánh mì nữa nha. Ngon. Ngon xuất sắc luôn cả nhà ơi. Hôm nay Hân ăn cà ri cả nhà, cho nên là Hân không có cho em Suti lên đây nha cả nhà. Em Suti lông màu trắng á, ăn cà ri nó dính màu vàng nhìn ghê lắm, cho nên là không biết ăn được món này không. Cho nên Hân sẽ cho Suti ăn sao nha cả nhà. Cả nhà lâu lâu nấu món này ngon lắm. Cả nhà có thể xuống bếp mà nấu ăn thử nha, rất là ngon luôn. Cả nhà, gà này nó có trứng non cả nhà, đây trứng gà non nè.
Ăn thử nha. Trứng gà non mà mình nấu cà ri á, mình nó dẻ ngon lắm đó nha. Trứng gà non mình nấu món gì cũng ngon. Nấu hủ tiếu để trứng gà non cũng ngon ha. Mà làm bánh canh vậy. Ngon quá. Còn xuất sắc luôn cả nhà ơi. Có thể là khi mình nấu á, cái gia vị của mình nó hợp với khẩu vị của mình, cho nên mình ăn thấy ngon. Thời gian trôi đi nhanh quá chừng luôn cả nhà. Mới đây đó mà hết nửa năm rồi. Ngon quá à. Để Hân cắt trái chuối, nãy giờ Hân chưa thấy được cái chuối, trái chuối nào hết trơn cả nhà. Hình như chuối người ta nấu sẵn đó, cái nó bị mềm á cả nhà, nấu rụt hay gì Hân cũng không thấy nữa. Đây chuối đây cả nhà, gắp thêm miếng chuối, gắp thêm miếng khoai. Khoai ấy nhìn cái nhà nấu ra nó trong khe nhìn ngon lắm. Gắp một miếng thịt gà nữa nha, mà cả nhà ăn cùng Hân nha. Ngon quá cả nhà. Su Tiên ngồi dưới nhìn Hân cả nhà, nó cũng thèm mà nó ngầm dạ queo. Cho em lên đây em cũng không ăn được. Ngon. Lâu lâu nấu món này ngon cả nhà. Ăn thử miếng chuối nha. Chuối cao sáp bên đây là biển ngầm, không có mua được chuối tươi. Hôm bữa Hân đi chợ Hân thấy trong tủ đông đá nó có cái Hân mua mà người ta đã luộc sẵn rồi cả nhà. Nó hơi mềm, thường gấp người ta nấu cà ri mà nấu với chuối sáp thì ngày chuối nó mới hùm hùm là ta nấu rồi nó mới có độ dẻo, còn này chuối chín quá nó mềm à. Hơn là nhiều khi có khoai mì cái nhà bào ra, cái cả nhà dắt viên viên lại á, cái nhà nấu cũng ngon nữa. Ăn thịt gà cả nhà, hơn ngoài cả nhà chấm miếng muối. Thịt gà nó vừa chín tới ngon dễ sợ. Lâu lâu Hân mới mua được con gà đi bộ mà có trứng ngon cả nhà. Ngon quá ngon cả nhà ơi. Wow, hấp dẫn thiệt. Uống miếng nước nữa. Nói chung ở trên bàn món gì cũng xuất sắc hết trơn cả nhà. Em Su Tiên đứng đây cả nhà, mà nó thấp quá cả nhà không thấy em Su Tiên. Đói vô mắt. Hằng nấu cái gì cũng cho nhiều hết trơn cả nhà. Nhiều khi không nấu ăn khách từng lễ mới hết á, không nấu xong Hằng múc ra Hằng cất vô tủ lạnh. Khi nào Hằng ăn hầm lại. Chứ nhà cũng ít người á cả nhà, cho nên là nấu thì mỗi lần nấu mỗi lần cực, cho nên là nấu một lần ha. Con gà có 1 ký à, mình để rồi bỏ cho cái đống. Ngon lắm nha cả nhà. Ngon quá, ngon xuất sắc luôn cả nhà. Rồi ăn bánh mì cũng đã ăn rồi cả nhà. Cà ri thời gian tốn thời gian của cả nhà nhìn Hân ăn quá chừng, thôi bây giờ Hân ăn chán miệng. Cherry nha, bây giờ cherry đã vào mùa rồi cả nhà, nó chín rồi nè cả nhà, chín tím luôn á cả nhà ơi. Cherry thì rất là ngọt. Su Tiên ở đây nè cả nhà, ổng Su Tiên lên đây cho cả nhà xem nhà mặt Su Tiên nè. Su Tiên rất thích ăn cherry luôn cả nhà. Em cắn cho Su Tiên miếng cherry nha. Cho con nè. Đây, em rất là thích ăn cherry. Má thích ăn cái gì là em Su Tiên cũng thích ăn giống vậy cả nhà. Này cắn đi con. Để hôm má gửi cho con miếng nha. Rồi đây. Thấy cả nhà thấy không? Cherry nó cũng ăn luôn. Ăn cẩn thận nha con gái. Rồi ăn đi. Rồi má cũng ăn nữa. Cherry rất là ngon.
tiểu bang của Hân á cả nhà, Hân mới trồng cho ghi. Cái này là bên Florida, không phải Florida mà bên Cali. Bên Cali đó là nhập qua bên cái tiểu bang của Hân thì bán á. Nó vô mùa này rất là ngọt. Cho con biết à. Cả nhà ơi, video của Hân đã khá dài rồi. Hân cảm ơn cả nhà rất là nhiều, luôn luôn theo dõi và ủng hộ Hân như cả nhà. Hân bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye. Suti ơi, con bye bye cô chú đi.